Chính phủ Việt Nam trân trọng đóng góp của các doanh nghiệp, đồng thời luôn chia sẻ các khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên tại buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo công ty Henneken Việt Nam. Tại buổi làm việc, ông Alexander Koch, Tổng Giám đốc điều hành công ty Henneken Việt Nam cho biết là doanh nghiệp đã hoạt động liên tục ở Việt Nam từ năm 1991. Đơn vị luôn có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, tạo việc làm cả trực tiếp và gián tiếp cho 212.000 lao động. Định hướng hoạt động trong thời gian tới, công ty tiếp tục duy trì sự gắn bó với thị trường Việt Nam bằng việc sẽ khánh thành nhà máy mới tại Bà Rịa Vũng Tàu vào tháng 9 năm 2022, đồng thời mong muốn nâng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo từ 52% hiện nay lên 100% trong thời gian sớm nhất công ty được tham gia thực hiện cơ chế mua bán điện trực tiếp và Việt Nam có lộ trình phù hợp trong việc thực hiện thuế tiêu thụ đặc biệt cho giai đoạn 2022 2023. Liên quan đến các kiến nghị của công ty, lãnh đạo Bộ Công Thương ghi nhận các ý kiến và sẽ phản ánh với các cơ quan chức năng để hài hòa lợi ích giữa các bên trong việc phát triển các sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị công ty henneken việt nam cần quan tâm nghiên cứu kỹ thị hiếu cũng như các thói quen tiêu dùng của người việt nam để phát triển sản phẩm có hiệu quả